Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về tạo slider là slide ảnh trên website WordPress sử dụng plugin là Smart Slider. Thì sau khi mình cài đặt cái plugin Smart Slider thì ở phía sau admin của website WordPress nó sẽ xuất hiện hai vị trí để cho mình đi vào cái Smart Slider, đó là trên cái thanh bên tay trái và ở trên cái thanh top 3 của giao diện admin. Thì trên cái top 3 của giao diện admin thì các bạn sẽ thấy nó là dashboard tạo mới. Cái dashboard này nó hiển thị trang quản lý tất cả các slider, cái trang create tạo mới slider, cái menu tạo mới slider ở phía dưới. Rồi phía dưới nữa thì đó là cái nút chỉnh sửa slide ảnh nhanh. Sau đó mình chọn cái slide ảnh mình còn sửa, bấm vào và mình sửa nó. Rồi mình sẽ đi vào cái phần dashboard để giới thiệu tổng quan về cái plugin này. Thì khi mà mình đi vào cái giao diện quản lý tất cả các slide ảnh thì mình sẽ thấy ở phía bên này nó có một cái menu để mình lọc slider theo thứ tự từ A tới Z, từ Z tới A. Rồi các slider mới nhất, các slider cũ nhất và đây là giỏ rác. Phía bên này thì phía dưới này thì xuất hiện các cái danh sách slider đã tạo trong quá khứ. Hiện tại thì website này chỉ có một slider, đó là slider ảnh trang chủ. Rồi cái nút này là cái nút tạo mới một slide ảnh. Ở phía trên này là GoPro, là cái gói kinh doanh của slider này, cái nút kinh doanh. Họ khuyến khích mình mua bản quyền. Thì trong video này thì mình dùng mạng miễn phí cho nên phần này mình bỏ qua. Cái phần setting là phần cài đặt tổng quan. Về khi mà cái cài đặt này, cái cài đặt tổng quát tất cả slider nó thuộc về cái cài đặt này. Rồi mình sẽ đi vào cái phần setting. Rồi trong cái phần setting thì mình cũng nói sơ qua một vài cái. Ví dụ automatic update check là chức năng này mở, là khi mà mình chỉnh sửa, mình soạn thảo slider thì plugin này nó sẽ tự động nó lưu. Rồi những cái chức năng ví dụ như preview là xem thử, cái giao diện xem thử cái slider thì nó sẽ có cái nút xem thử. Rồi cái phần ở phía dưới này thì hầu như là mình sẽ bỏ qua hết, bởi vì nó là những cái kiến thức chuyên sâu chỉ dành cho những lập trình viên web thôi. Cho nên các bạn là những người mà cần làm web để mà kinh doanh, tự mình kinh doanh thì các bạn không có quan tâm cái này. Rồi mình sẽ chuyển sang framework. Framework nó cũng tương tự vậy, nó là những cái chức năng và những cái công cụ hỗ trợ cho một lập trình viên để người ta tùy chỉnh, thay đổi giao diện của slider. Thì mình cũng bỏ qua phần này. Rồi mình sẽ chuyển sang phần font. Đây phông chữ mặc định của cái plugin này, nó sẽ tích hợp cái phông là Roboto hay Arial. Nếu mà một cái máy điện thoại hay là một thiết bị nào đó truy cập website không có cái thông Roboto thì nó sẽ tự động nó cập nhật cái thông, nó sẽ thay bằng cái phông Arial. Rồi các bạn cũng có thể tương tự vậy thay đổi phông của slider. Rồi phía dưới là những cái cài đặt về phông của Google, vị trí lưu phong, và đây là những chọn những cái định dạng của phong để cho sử dụng cho slider. Rồi mình sẽ quay lại với cái phần dashboard. Ở phía trên này nó có một cái thanh để điều hướng việc sử dụng plugin. Các bạn vào quay trở lại dashboard. Rồi ở trên cái giao diện mà một cái slider nó có một cái công cụ, nó có một nút edit, thì mình chỉ việc bấm vào edit để chỉnh sửa slider thôi thì nó sẽ ra giao diện chỉnh sửa slider. Còn các bạn bấm vào nút ba chấm thì nó sẽ có những công cụ khác hỗ trợ trong việc soạn thảo. Rồi thì mình sẽ đi vào chỉnh sửa. Thì khi mà đi vào cái giao diện chỉnh sửa thì nó sẽ xuất hiện ở trên này, đó là những cái danh sách slider mà mình đã tạo ra rồi. Nó cũng tương tự vậy, mình sẽ có một cái nút là sửa.
bấm vào edit thì mình sẽ sửa slide được. Còn mình bấm vào cái này thì mình nó sẽ có cái chức năng là copy này. Copy sang một bảng mới. Copy. Rồi in in publish là mình xóa, mình ẩn cái slider này đi. Rồi set at first. Đó, set at first là cài đặt nó là một slider đầu tiên. Ví dụ như mình muốn cái slider thứ hai nó chạy đầu tiên trong ba slider này thì mình bấm set at first. Đó. Rồi. Thì khi mà mình đi vào cái giao diện slider ảnh trang chủ này, vào cái slider ảnh đang vũ trì ở phía trên nó xuất hiện những cái slider đã tạo, rồi ở phía dưới nó là một cài đặt của slider này. Ngoài cái cài đặt chung của plugin thì đây là cài đặt riêng của từng slider, nó không liên quan gì tới cái cài đặt chung cả. Cho nên mình xuống phía dưới, mình sẽ vào phần general. Cái phần general thì mình sẽ thấy một cái shortcut. Cái shortcut này mình sẽ copy, mình bỏ ở trên cái trang chủ hoặc là một cái trang nào đó mà mình muốn slider này nó xuất hiện thì mình copy cái này mình bỏ vào. Còn mình muốn in cái slider này ra ở dạng code PHP thì mình copy cái đoạn code này mình bỏ vào cái trang mà mình cần in, vị trí mình cần in. Rồi mình kéo xuống phía dưới thì mình thấy là cái tên của slider ảnh này là chính là cái phần này. Nếu mà các bạn muốn sửa thì các bạn sửa cái tên ở đây. Rồi cái phần thumbnail thì cái thumbnail thì mình có làm rồi mà mình thấy là nó không xuất hiện. Thì chắc có lẽ là một bạn miễn phí cho nên có nhiều cái hạn chế hay là một cái lỗi nào đó mà người ta không, cái nhà sản xuất người ta không có muốn cung cấp hết cho mình, đỡ cho người ta khuyến khích mình mua bản quyền. Thì cái phần mà thumbnail này thì mình thấy là mình có tạo rồi nhưng mà nó lại không xuất hiện. Thì phần này mình bỏ qua. Rồi phần alias. Thì alias này, cái phần này mà các bạn cũng dành cho các bạn lập trình viên, còn các bạn là những người mà tự làm website kinh doanh thì các bạn không cần phải tìm hiểu cái này vì nó cũng phức tạp. Rồi online thì phần này cũng vậy. Rồi mình chuyển sang cái phần kích thước. Rồi kích thước chính là cái kích thước của slide, cái chiều cao và cái chiều rộng và chiều cao của nó các bạn phải cung cấp chính xác thì nó mới xuất hiện. Rồi kéo xuống cái phần breakpoint thì cái phần này thì cài đặt nó là giữ nguyên, bởi vì các bạn cũng là người không chuyên cho nên các bạn không có tìm hiểu. Thì breakpoint thì mình cũng nói sơ qua, đó là cái phần mà cái giao diện của slider nó sẽ thay đổi theo từng cái kích thước màn hình. Có ba kích thước màn hình, đó là laptop này, iPad, tablet, điện thoại. Thì trên mỗi cái màn hình có kích thước khác nhau thì mà mình sẽ slider, cái plugin này nó sẽ tùy chỉnh để mà phù hợp. Rồi cái phần layout thì mình chọn là boxed. Còn phần full width thì nếu mà các bạn muốn cái slider nó muốn full width thì các bạn bấm vào nó, rồi sau đó bạn bấm lưu. Rồi sau đó mình ra ở ngoài slider mình xem thử. Thì lúc này mình thấy là cái slider ảnh nó chạy tràn màn hình từ góc bên tay trái này đến góc bên tay phải màn hình. Rồi mình quay về mình chọn box. Rồi mình ra mình tải lại trang để xem nó cập nhật. Đó, thì lúc này nó nằm trong cái layout của border. Rồi mình chuyển sang cái phần control. Control nó chính là những cái mũi tên này, rồi cái phần mũi tên, rồi cái nút dừng slider ở đây, rồi cái những cái thumbnail ở phía dưới. Những cái thumbnail ở phía dưới này. Rồi cái phần general cài đặt của nó là drag. Drag đây là kéo chuột. Ví dụ như mình vào slide ảnh này, mình muốn kéo chuột, mình kéo nó sang trái thì nó sẽ tự động nó nhảy sang cái slider khác. Rồi mouse wheel là lên con chuột đó. Khi mình vào cái này mình lên con chuột thì nó sẽ thay đổi slide ảnh. Rồi cái phần tùy chọn về cái around này thì các bạn thấy nó chính là cái này. Nó chính là cái đường vàng này. Rồi hình ảnh của cái icon, hình ảnh của cái icon này là cài đặt ở đây. Hình ảnh của khi mà mình đưa chuột vào thì mình cài đặt ở đây. Rồi nó có những cái thông số, ví dụ như là cái vị trí của mũi tên. Vị trí của mũi tên là nó ở trong
trong ảnh hoặc là ngoài ảnh. Đây mình sẽ bấm vào để mình thay đổi. Rồi cái phần mà alter tag này, thì cái phần này là nó là khi mình đưa chuột vào thì nó sẽ hiển thị. Rồi show and hover. Rồi cái phần bullet là chính là ba cái dấu chấm ở phía dưới này. Ba dấu chấm ở phía dưới này thì nó cũng tương tự vậy, nó ở dạng dot này. Mình bấm vào mình chỉnh sửa màu sắc của nó. Hiện tại cái màu của nó là màu xám. Khi mà tới cái slide đó thì nó sẽ đổi sang màu xanh. Khi mà thay đổi xong thì các bạn nhớ bấm apply. Rồi nếu mà các bạn không muốn hiện cái những ba cái chấm này thì các bạn bấm muốn tắt nó đi thì mình bấm vô cái này, mình tắt nó đi, mình mở nó lên thì mình bấm mở nó lên. Còn khi mà cái nút này là mình khi mà đưa chuột vào thì nó xuất hiện, còn mình đưa chuột ra thì nó sẽ không xuất hiện. Rồi cái phần stack 3 là cái tiêu đề của slide. Nó là tiêu đề của slide, nó là chính là cái phần này này. Cái phần slide 3 này. Nó là cái tiêu đề đó. Đó, nó nhấp nháy nó thay đổi, đó chính là tiêu đề. Cái tiêu đề của slide 3. Rồi tương tự vậy, nó có những cái thông số ở phía dưới cái phần thumbnail. Thì nó có phần kích thước của ảnh thumbnail đây. Khi mình đưa chuột vào cái số 3 nó có thumbnail này, cái slider số 3. Nó có thumbnail thì mình thấy cái ảnh nó xuất hiện với kích thước là 60-60. Còn các bạn muốn tăng kích thước lên thì có dọn là 120. Rồi mình bấm lưu lại. Sau đó mình ra mình xem thử. Đó, cái thumbnail nó tự động xuất hiện ở đây. Nó to kích thước lên. Đó, nó là 120. Rồi cái phần shadow đó chính là cái phần mà tối tối mờ mờ ở phía dưới này, nó tạo một hiệu ứng giống như là ánh sáng nó rọi qua vật thì đó nó đổ bóng xuống ấy. Thì mình chọn này mình thay đổi thì nó sẽ thay đổi ở phía trước. Phía sau phía trước giao diện. Đó, nó thay đổi rồi. Rồi mình sẽ chuyển qua cái tab là animal animation. Cái phần main animation này mình sẽ chọn, nó có những hiệu ứng ảnh, mình hiệu ứng mà cái hiệu ứng nó chạy ảnh thì mình chọn nó thì nó sẽ thay đổi. Đây là cái hiệu ứng của background. Hiệu ứng của background thì nó có những hiệu ứng như thế này. Đó. Mình chọn những hiệu ứng như thế này là mình thích đi hiệu ứng này. Rồi mình bấm lưu. Rồi nó bấm lưu lại. Rồi phần autoplay là cái phần tự động chạy. Cái slider này nó tự động chạy. Cứ là nó tự động chạy, nó cứ mỗi một slider nó sẽ dừng lại một giây. Rồi xong nó chạy tiếp. Rồi cái phần stop là khi mà ai đó họ đưa chuột vào slider thì nó sẽ tự động nó dừng. Rồi khi nào người ta đưa chuột ra khỏi slider thì nó sẽ chạy. Là chính ở dưới này. Cái phần button là chính là cái phần nút ở phía trên này. Cái nút này nó sẽ cho phép người dùng họ dừng hoặc là họ chạy cái slide ảnh. Nút này. Rồi, mình sẽ chuyển qua optimize. Thì cái phần optimize này nó thuộc về tối ưu về slider thì các bạn cũng không nên biết. Cái này mình cũng thấy là nó không có thay đổi thường xuyên và cứ để mặc định như này là tốt. Rồi, slide. Thì cái phần này cũng thế, developer thì phần này cũng thế, nó dành cho những lập trình viên. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo mới một slider. Ngoài cái việc chỉnh sửa thì mình đã nói rồi, nếu mà muốn chỉnh sửa slider thì các bạn bấm vào edit. Khi mà mình edit vào slider thì nó có ở phía trên này, nó có một cái menu điều hướng. Mình khi mà mình sửa xong mình bấm lưu, rồi xong đó mình bấm quay về slide thì mình bấm vào cái nút cái menu này, bấm vào dashboard thì nó quay về
giao diện quản lý của plugin. Rồi sau đó đây là một cái ảnh, thì trong khi mình bấm vào cái dấu cộng để mình tạo mới một slider, thì cái gói miễn phí nó sẽ cho mình tạo cái row là cái hàng, heading là cái tiêu đề, là những cái dòng chữ lớn, text là những cái dòng chữ nhỏ, hình ảnh, rồi cái nút, hoặc là cái thời chèn một video, hoặc là chèn một cái audio, tùy vào nhu cầu của bạn. Giờ mình thử chèn một cái row ở đây, mình kéo qua mình bỏ ở đây, rồi mình bấm, rồi mình tắt đi. Khi mà mình kéo cái row lên đây thì nó sẽ tự động, nó sẽ chèn ở phía trên của cái ảnh, phía dưới là cái ảnh này mình đã chèn trong quá khứ, thì bây giờ phía trên này nó là một cái row, nó sẽ có hai cái column. Thì giờ mình muốn chèn một cái dòng tiêu đề ở phía bên column bên này thì mình chèn như thế nào, thì mình bấm vào cái này, rồi mình bấm đưa chuột vào này, rồi mình bấm giữ chuột, rồi mình kéo, bấm giữ chuột mình kéo, khi nào nó kéo vào cái vị trí mình cần đặt, nó sẽ hiển thị cái màu xanh thì mình thả chuột ra. Cái header này hiện tại mình không thấy, là bởi vì sao? Bởi vì màu nó là màu trắng. Cái chữ nó có chữ heading layer này. Cái chữ này nó đã đặt ở đây rồi nhưng mà nó là màu trắng, cho nên mình phải thay đổi màu của nó. Mình thay đổi nó sang màu đỏ. Rồi, sau đó mình bấm tắt đi. Đó, nó có rồi đó. Rồi sau đó mình muốn một cái dòng chữ nhỏ phía dưới thì mình làm cách nào? Mình sẽ vào cái phần này, hoặc là mình vào cái dấu cộng. Mình kích chuột, mình bấm giữ chuột và mình kéo, kéo nó tới cái vị trí mà mình cần thả, nó có màu xanh, mình thả chuột, rồi sau đó mình kéo sang một bên để mình xem, thì mình thấy nó chữ nó màu trắng, thì mình cũng tương tự vậy, mình cũng đổi nó sang cái màu xanh. Rồi giờ mình muốn là mình thấy nó nằm là sang bên này, mình muốn là nó align, nó canh lờ sang bên tay trái, thì mình chọn cái này đó, rồi mình bấm tắt đi. Rồi cái header này mình cũng muốn nó canh lờ sang bên tay trái thì mình bấm chuột vào nó. Rồi sau đó mình kéo lên, mình cũng chọn cái này. Đó. Rồi sau đó mình bấm lưu lại ha, tắt cái này rồi lưu lại. Rồi mình sẽ tạo một cái nút ở phía dưới này thì làm cách nào? Thì mình sẽ giữ chuột, bấm chuột vào dấu cộng, mình chọn cái nút, rồi mình kéo nó tới vị trí mình cần thả. Mình thả. Rồi giờ mình muốn cái nút này nó nằm lọt sang bên tay trái này thì mình làm như cách nào? Thì mình vào style, mình vào tag align này, mình chọn nó này. Nó không thay đổi vì tag align này không phải. Rồi mình kéo xuống phía dưới, mình xem thử cái position của nó đó. Mình đây, cái này chính là cái align của trong cái phần cài đặt position. Mình bấm vào cái align sang bên tay trái, rồi sau đó mình tắt đi. Mình bấm lưu, sau đó mình ra ở ngoài trang chủ mình xem thử. Đó, nó có rồi đó. Rồi mình muốn xóa đi thì như thế nào? Mình muốn xóa cái ảnh này đi thì mình bấm vào cái layout này ha. Rồi sau đó mình đưa chuột vào cái này, phần layer mình bấm delete. Nó có cái này như copy, duplicate, đó, mình bấm xóa, rồi sau đó mình bấm lưu. Rồi mình bấm lưu. Thì sau khi mình soạn thảo, thì trong quá trình soạn thảo thì phía trên này nó có cái công cụ thay đổi cái kích thước màn hình. Rồi. Rồi sau đó các bạn thay đổi xong thì các bạn quay về dashboard. Rồi mình muốn in cái slider này ra trang chủ thì mình làm cách nào? Mình bấm edit nó. Rồi sau đó mình kéo xuống phía dưới, mình vô cái phần general. Mình sẽ copy shortcut này, mình bỏ vào trang chủ, mình vào edit page, mình bỏ nó vào ở trang chủ. Thì mình đã bỏ rồi cho nên mình sẽ không bỏ nữa. Thì mình cũng hướng dẫn cho các bạn biết thôi chứ mình không phải làm lại. Đây thì nó là shortcut này. Rồi thì như vậy là mình vừa mới làm một video về giới thiệu về những
Thao tác cơ bản để tạo một slider với plugin là Smart Slider. Hy vọng này plugin này nó sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu mà các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, hoặc là các bạn làm nhưng mà có một vài cái chức năng đó các bạn không hiểu thì các bạn cứ bình luận ở phía dưới video thì mình biết thì mình trả lời, còn không biết thì mình sẽ tìm trên mạng và mình sẽ trả lời các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.